Xin chào các bạn. Nếu các bạn nghe tới IBC công nghiệp, máy tính công nghiệp thì nó quá quen thuộc rồi đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm mà đặc biệt dành cho môi trường điện lực, những trạm biến áp có tiêu chuẩn IEC 61850, IBC 61850. Thì đối với những tiêu chuẩn này thì mình sẽ sử dụng tại trạm biến áp nơi mà có yêu cầu về phần cứng và phần mềm tương thích với chuẩn IEC 61850 nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ cho anh em biết được rằng là về cái cấu hình máy này là cái dạng rack 3U, nó bự như thế này đây. Bên đây là cái tản nhiệt. Đây là mặt trước của sản phẩm, còn cái mặt sau của sản phẩm thì mình sẽ có ở phía bên này, cũng khá nặng nha anh em. Khá nặng. Đấy, đây là mặt sau. Trên bàn của mình đang để là dòng IBC 820 DA820C của hãng Mosa. Thì những cái lưu ý khi mà chúng ta chọn dòng sản phẩm này như thế nào? Đối với những dòng sản phẩm sử dụng cho môi trường điện lực thì nó phải hỗ trợ được, ngoài cái tiêu chuẩn đó, nó sẽ có hỗ trợ cho chúng ta thêm các cổng mạng hoặc là những cái khe cắm PCI mở rộng có tương thích với các chuẩn truyền thông gọi là hồi tiếp mà Zero Redundancy, có nghĩa là hồi tiếp bằng không luôn, là nó chạy những cái chuẩn truyền thông HSR hoặc là BRB thông qua. Đối với sản phẩm này á, thì anh em thấy trên này nó có những cái khe cắm PCI thì mình sẽ mua những cái khe cắm PCI đó riêng để mình chạy Redundancy khi mà dự án chúng ta có yêu cầu. Còn bình thường thì mình sẽ không có cái gạt này kèm theo nha. Những lưu ý khi mà mình mua những dòng sản phẩm này như thế nào thì sẽ có các tùy chọn cho anh em về chip, ví dụ như Core i5, i7 hoặc là chip Xenon. Trên bàn của mình đây là chip Xenon chạy Windows Server. Về cái chọn cái tùy chọn cấu hình đó, khi anh em mua những dòng sản phẩm này, hãng sẽ không bao gồm RAM và ổ cứng dành cho anh em. Thì RAM thì có thể là 16GB, 32GB hoặc là, và tối đa của sản phẩm này là 64GB. Về ổ cứng thì mình sẽ có 4 slot, thì anh em có thể thấy là mặt trước mình sẽ trang bị ổ cứng ngay chỗ này, có 4 ổ cứng và có khả năng chạy RAID. RAID thì anh em có thể là một số anh em chạy server thì biết rồi, 2 ổ cứng hoặc là 3 ổ cứng gì đó mình chạy song song với nhau, khi mà ổ cứng này mà mất đi và ổ cứng kia nó sẽ backup và chạy tiếp theo dành cho anh em. Về cái mặt trước thì anh em sẽ thấy nè, trước này là ổ cứng, 4 ổ cứng. Cái mặt trước thì nó có giao diện, có đèn hiển thị, rồi có thêm cổng USB. Còn mặt sau của nó thì mình sẽ cầm lên cho anh em coi. Mặt sau của nó như thế này. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ có hai cổng RS232 485. Anh em có thể tùy chọn cạc PCI thêm rồi cổng RS 485 232 chỗ này, hoặc tùy chọn thêm cổng mình đã nói rồi, đó là cái cổng giao tiếp HSR hoặc là BRB dành cho hồi tiếp trong môi trường điện lực ha, truyền thông đấy. Ngoài ra thì đi kèm sản phẩm là nó có cổng LAN, là 4 cổng LAN tích hợp, có cổng HDMI, 2 cổng HDMI, cổng VGA và đặc biệt là có các cổng in-out. Và đối với sản phẩm của môi trường điện lực thì anh em chú ý cái cổng nguồn của nó là phải là nguồn kép, thì VAC hoặc VDC ở môi trường điện lực thì hầu như là VDC, đúng không anh em? Rồi, thì khi mà anh em tùy chọn những dòng sản phẩm này thì hệ điều hành là một trong những cái vấn đề rất quan trọng. Thì anh em có thể là tùy chọn hệ điều hành theo cái cách mà nhà sản xuất hỗ trợ. Ví dụ như mình có thể chạy Windows Server hoặc là Windows 10 hoặc là mới nhất là những cái Windows gần nhất thì anh em có thể là update lên. Và phần mềm á, hệ điều hành thì mình sẽ mua riêng kèm theo RAM, kèm theo ổ cứng. Còn lại khi mà mình tùy chọn dòng sản phẩm này thì mình đã tùy chọn chip tích hợp ngay ban đầu, CPU tích hợp ngay ban đầu rồi. Thì đó là cái chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay. Thì anh em có suy nghĩ gì về dòng sản phẩm này thì hãy đặt câu hỏi để lại comment bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.